Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Thanh Huyền. Hiện mình đang là đối tác đại diện cho thương hiệu của tập đoàn Cyberforest, tập đoàn về chăm sóc sức khỏe đến từ Liên bang Nga. Nếu các bạn quan tâm đến chăm sóc sức khỏe chủ động, hãy ghé thăm kênh YouTube của Huyền nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye!